12 tháng 1 năm 2021, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bắt quả tang 11 người để điều tra về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Khoảng 11 giờ 15 phút ngày 11 tháng 1, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành kiểm tra hành chính một khách sạn trên đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Mỹ Tho và phát hiện 11 người sử dụng trái phép chất ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, trong phòng số 405 của khách sạn, cảnh sát đã bắt quả tang 11 người, trong đó có 6 nam và 5 nữ, đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ 3 túi ni lông, bên trong có chứa tinh thể màu trắng, một túi ni lông chứa nhiều viên nén màu xanh và một đĩa có chứa tinh thể màu trắng, cùng nhiều vật dụng có liên quan trong việc sử dụng tiệc ma túy và bài lắc. Những người này thừa nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời khai nhận tinh thể và viên nén tại hiện trường đều là ma túy.